Chào các bạn! Tại sao Hot Bloss lại đại diện cho sự xa xỉ và đẳng cấp? Của mốc nào đã đánh dấu Hot Bloss trên bản đồ? Hãy cùng đồng hồ The Watch tìm hiểu lịch sử thương hiệu đồng hồ Hot Bloss ngay sau đây nhé! Carlo Croc, người sáng lập ra thương hiệu đồng hồ Hot Bloss có những ý niệm mạnh mẽ về cái đẹp. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình chế tạo đồng hồ. Từ nhỏ ông đã có cơ hội tiếp xúc và học hỏi về ngành đồng hồ đầy thử thách này. Năm 1977, ông thiết kế chiếc đồng hồ đầu tiên cho mình. Năm 1980, Calocorp thành lập công ty riêng MDM Genève, hy vọng sẽ tạo nên những chiếc đồng hồ có thiết kế thanh lịch, kiểu dáng thể thao và sẽ được đánh giá cao trên toàn thế giới. Sau khi công ty ra đời, Hot Blos đã tung ra những sản phẩm đồng hồ mang sức hút lớn và trở thành một trong những sản phẩm được săn lùng và mong đợi của hầu hết khách hàng trên thế giới, bởi kiểu dáng độc đáo và phong cách thiết kế đặc biệt, khả năng thích ứng với mọi điều kiện một cách tuyệt vời. Và năm 2005, Hot Plus lại tái xuất dòng đồng hồ cổ điển đình đám của mình. Đồng hồ Hot Plus Big Bang 41mm được thiết kế theo phong cách chronograph, sử dụng những công nghệ tiên tiến và sự hấp dẫn của đá quý trên bề mặt. Kể từ khi dòng đồng hồ Hot Plus Big Bang 41mm chronograph ra đời, đã tạo nên một vẻ đẹp mới cho đồng hồ chronograph. Big Bang 44mm là điểm quan trọng để khai sinh ra khái niệm Hot Plus Fusion. Đây là dòng đồng hồ Hot Blood Big Bang mở rộng đường kính mặt số lên 44 mm và các góc được mài tròn. Hot Blood tự hào khi giới thiệu kiệt tác làm hoàn toàn bằng thủ công. Cơ chế chronograph và bánh xe trụ có thể nhìn thấy thông qua cửa sổ tại vị trí 12 giờ. Đồng hồ Big Bang là một trong những nghiên cứu công nghệ tiên tiến nhất Vào năm 2007, Hot Blood đã cho ra đời một dòng đồng hồ lớn với đường kính lên đến 44 mm trong bộ sưu tập của mình. Đó chính là dòng đồng hồ Big Bang King. Dòng đồng hồ này có hai series đó là vàng đỏ hoặc trắng. Hotblot khéo leo trong việc sử dụng các chất liệu khác nhau như kép su, carbon, gốm, thép cho đến vàng. Đồng hồ Hotblot có một đặc điểm riêng biệt xuyên suốt trong tất cả dòng đồng hồ mà chúng ta có thể dùng để phân biệt đồng hồ Hotblot đó chính là ốc vít titanium hình chữ H. Đồng hồ Hotblot là sự kết hợp hoàn hảo giữa nền thủ công nghiệp từ đất nước giàu truyền thống trong ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ và phong cách thời trang được thiết kế theo kiểu Italia đồng hồ Hot Blocks ngày càng tiến gần đến cập mốc về sự hoàn hảo phong cách và chức năng, khiến cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới phải thèm thuồng khi nhắc đến đồng hồ Hot Blocks. Vào tháng 4 năm 2008, Hot Blocks về chung một mái nhà với các thương hiệu như Louis Vuitton, Christian Dior, Moet Hennessy, thuộc tập đoàn xa xỉ hàng đầu nước Pháp Louis Vuitton Moet Hennessy. Tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy với giá lên tới 500 triệu franc Thụy Sĩ. Để đạt được giá trị này, Phần lớn công lao đều do những sáng tạo của Vinh Cloud Beaver. Trên đây là những thông tin cơ bản về thương hiệu đồng hồ Hottloss. Nếu thấy video này hữu ích các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ đồng hồ The Watch. Bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.